Hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-EPC đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề xuyên suốt là tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Theo đó, EVN-EPC và các đơn vị trực thuộc đã kiện toàn lại và thành lập Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể tại các đơn vị, đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh. Hiện tại, 100% các đơn vị đã triển khai phát động thực hiện văn hóa an toàn lao động. EVN-EPC và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư và người lao động các quy định của pháp luật liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ thi đua, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và tổ chức tự kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Trong tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân, công đoàn các đơn vị đã phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.